Thưa quý vị, sau vụ nữ du khách trượt té tử vong tại Tháp Trầm Hương, ngành chức năng của tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện các biện pháp khắc phục các hạng mục gây nguy hiểm tại đây. Sáng 21 tháng 4 năm 2023, các công nhân vẫn đang thi công khắc phục các hạng mục gây nguy hiểm tại Tháp Trầm Hương, thành phố Nha Trang, sau vụ một nữ du khách bị trượt chân té ngửa từ Tháp Trầm Hương xuống quảng trường tử vong tại chỗ. Theo đó, tại bậc lên xuống trước bốn cổng vòm gần sân khấu hướng ra quảng trường 2 tháng 4, phần bề mặt đá lát được xử lý bằng cách xẻ rảnh khò để tạo độ nhám ma sát chống trơn trượt. Các lối đi có bề mặt đá trơn, có khoảng cách rộng và sâu được khắc phục bằng cách chèn gạch vào giữa cao bằng phần bề mặt để tránh bị hụt chân, đảm bảo an toàn. Các công việc khắc phục các hạng mục nguy hiểm này đã thực hiện từ ngày 20 tháng 4 và đến ngày 21 tháng 4 sẽ hoàn thành. Trước đó vào chiều 15 tháng 4, một nữ du khách 65 tuổi ở thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai đi du lịch cùng gia đình tới thành phố Nha Trang. Khi đứng chụp hình trước cổng vòm tháp Trầm Hương ngay bậc cấp lên xuống, phía gần biển, thì nữ du khách này không may bị trượt chân té xuống và tử vong tại chỗ. Sau sự việc này, ngành chức năng của tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra và triển khai thực hiện việc khắc phục các hạng mục gây nguy hiểm tại khu vực này. Tháp Trầm Hương được xem là biểu tượng của thành phố Nha Trang, đây là điểm đến lý tưởng để du khách tham quan, ngắm cảnh. Tháp được xây dựng vào năm 2004 và hoàn thành, đưa vào hoạt động vào cuối năm 2008. Tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao cho Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì triển khai thực hiện sửa chữa, tôn tạo tháp Trầm Hương. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 11 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Yến Sào Khánh Hòa tài trợ và làm chủ đầu tư. Giáp Tết Nguyên đáng 2023, công trình được đưa vào hoạt động với một hình ảnh khá mới, được nhiều người yêu thích trong thời gian qua đã có rất đông người dân du khách đến đây để tham quan check in những thông tin mới nhất sẽ được báo thanh niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh youtube báo thanh niên kính mời quý vị đón theo dõi quý vị cũng đừng quên bấm like đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh youtube báo thanh niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất